Thưa quý vị, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định, nền kinh tế Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức và đặc biệt là còn nhiều yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh, lạm phát và tình hình căng thẳng ở Ukraine. Tuy nhiên, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, bức tranh kinh tế tại Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng. Hầu hết, các chỉ tiêu kinh tế đã có xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhanh trở lại. Các gói hỗ trợ nền kinh tế, môi trường đầu tư thông thoáng và các chính sách mở cửa du lịch đang được doanh nghiệp và người dân kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho những tháng tiếp theo. Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 2 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước, tính chung cả 2 tháng tăng 1,3%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 7,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm nay vẫn chưa bằng cùng kỳ, nhưng một số dịch vụ đã bắt đầu có tăng trưởng như dịch vụ lưu trú, dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng của doanh nghiệp thành phố đạt hơn nửa tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại vẫn duy trì đà xuất siêu gần 120 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng, thành phố cấp chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng kinh tế tại Đà Nẵng trong nửa quý một năm nay. Doanh nghiệp gia nhập thị trường và cái doanh nghiệp mà tạm ngừng hiện tại quay trở lại hoạt động cũng tăng. Doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 2 tháng đầu năm là ghi nhận là 426 doanh nghiệp là thành lập mới. Thì trong cái thời điểm mà bối cảnh khó khăn như thế này mà doanh nghiệp mới gia nhập thị trường thì đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Và cái số doanh nghiệp mà quay trở lại hoạt động thì cũng đã tăng đến 65% so với cùng kỳ, là hơn 1.017 doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc đã giúp nguồn thu ngân sách nhà nước tại thành phố đạt khá, tiến độ thu ngân sách được đảm bảo, thu nội địa đạt gần 3.850 tỷ đồng. Với 11 trên 16 khoản thu, sắc thuế đạt từ 20 đến 76% dự toán cả năm. Trong đó, các khoản thu chiếm tỷ trọng cao như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đều đạt trên 20%. Đặc biệt, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng là gần 900 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp tôi thấy là phải có rất là có trách nhiệm trong vấn đề phòng chống dịch, duy trì ổn định sản xuất. Cái thứ hai nữa phải nói là cái sự chủ động của cục hải quan. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi có cái xây dựng kế hoạch và cái giải pháp hết sức cụ thể về thu ngân sách nhà nước. Trong đó dựa trên hai cái trụ cột chính. Một là cải cách hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại. Hai là nâng cao cái năng lực quản lý của hải quan. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế tháng 2 cũng cho thấy thực tế còn nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày trong cộng đồng tăng ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Một bộ phận người lao động phải nghỉ việc để điều trị, cách ly, gây tình trạng thiếu lao động tạm thời. Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy khiến nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu hụt, giá liên tục tăng. Tuy nhiên, với việc tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới. Không chủ quan vào những cái gì mà chúng ta đạt được trong khó khăn của năm 2021. Những cái chỉ số nó cũng mang tính chất là khiêm tốn thôi. Tôi nghĩ rằng là Đà Nẵng còn phải nhiều cái sức bật mới. Đặc biệt là trong cái năm 2022 là chúng ta bên cạnh những cái yếu tố được hỗ trợ thì với hiểu biết là một người làm doanh nghiệp thì tôi có nói về cái hiệu ứng bull. Nghĩa là trong cái khó khăn ấy, là cái quả bám nó rơi xuống cái nền nó nảy lên rất là tốt. Đó là cái sự dẻo dai của doanh nghiệp. Đó cũng là cái sự gọi là cố gắng một cách rất là khác biệt của người miền Trung. Ngày 15 tháng 3, du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong những tháng tiếp theo. Trên cơ sở những gì đã đạt được trong 2 tháng đầu năm, cơ quan thống kê nhận định Đà Nẵng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào năng lực nội tại để quay lại quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững trong năm 2022.